Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay thì ở Centronet rất là vui chia sẻ với các bạn. Các bạn rất là nhỏ, một lần tôi đi công tác tại Nhật Bản và tôi đã nhận thấy được rằng là họ có một cái là lịch hay là có cái lịch thông báo là công tác của họ rất là khoa học và tôi cũng xin học tập. Hôm nay tôi gửi đến quý vị và các bạn, các bạn có thể nhìn thấy một cái sơ đồ hình tròn của tôi ở trên đây. Và nếu như ở đây là một hình tròn và trong đó là các cái lịch tôi đã hay đi làm việc nhất, ví dụ như đi học, đi ra ngoài cơ quan tiếp khách, hay là tôi nghỉ phép, hay là tôi đi khảo sát và hay đến công tác Hà Nội, là đi tôi hay tìm tài liệu ở thư viện chẳng hạn, vân vân. Thì ví dụ như là như vậy thì các bạn sẽ đi đâu, các bạn sẽ xoay những cái đoạn đấy. Ví dụ như là tôi có lịch hay là làm việc ở ngoài cơ quan thì tôi đi là muốn là đi ra ngoài cơ quan. Thì như vậy thì là đôi khi là ai muốn gặp ai ở trong cơ quan muốn gặp tôi thì họ có thể đi vào phòng và nhìn cái lịch làm việc này, họ đã biết là tôi đang ở đâu. Ví dụ như tôi đi họp chẳng hạn thì là tôi sẽ chỉ cho mỗi số mũi tên xuống chỗ đi họp. Thì với cái thiết kế này rất là đơn giản thôi. Một là các bạn có thể đến hiệu sách và hiệu sách họ sẽ bán những cái vòng tròn này, cái này là để học tiếng Anh và sau đó thì các bạn các hai vòng tròn lồng vào nhau, các bạn sẽ cắt cái vòng tròn trước thành những cái tên. Còn cách thứ hai thì các bạn tự chế bằng cách là các bạn làm cái tấm bìa như tôi đang thiết kế, sau đó thì mũi tên này các bạn có thể giật nó bằng cách là lợi dụng, các bạn có thể đến các hiệu may, thì các hiệu may họ có cái cúc chuyên dụng thì nó sẽ giật lại cho các bạn thành cái mũi tên có thể xoay được như thế này. Và có rất nhiều ý tưởng các bạn có thể thiết kế, nhưng quan trọng nhất là hôm nay tôi muốn đưa cho các bạn ý tưởng là báo lịch làm việc của mình cho khi ai muốn gặp để xem cho biết. Rất là vui là đã cung cấp cho các bạn được.